Trong thời chiến, nhiều thanh niên xếp bút nghiêng theo việc đao cung. Chàng thanh niên trẻ tuổi Ngô Quang Trưởng quê ở Kiến Hòa, thuộc một gia đình giàu có, đã gia nhập khóa 4 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Sau khi ra trường, người thiếu úy trẻ được giao nhiệm vụ trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn 5 nhảy dù. Ròng rã, suốt 12 năm phục vụ trong sư đoàn nhảy dù, ông đã được đề cử các chức vụ quan trọng như tiểu đoàn trưởng, tham mưu trưởng sư đoàn. Vào năm 1965, trong chiến dịch hành quân không vận vào mặt khu Hắc Dịch, tiểu đoàn 5 nhảy dù đã đánh tan hai trung đoàn của quân Cộng sản Bắc Việt thuộc sư đoàn 7 tại tỉnh Phước Tuy. Với những chiến công oanh liệt, ông đã được nhận nhiều huy chương, kể cả huy chương cao quý nhất của quân đội, đó là Bảo Quốc Huân Chương. Với những thành tích lẫy lừng, ông đã được nhiều sĩ quan cao cấp chú ý và ngưỡng mộ. Các tướng như Cao Văn Viên và Dư Quốc Đống cho rằng ông là một trong những sĩ quan tài ba chưa từng có của sư đoàn. Trong chiến dịch bão tố sa mạc, tướng Norman đã áp dụng nhiều kinh nghiệm học hỏi được từ tướng Ngô Quang Trưởng khi ông còn là cố vấn cho tướng trưởng. Trong chiến dịch tại Cao Nguyên Trung Phần vào năm 1965, tướng Ngô Quang Trưởng luôn luôn chăm sóc cấp dưới của mình và ăn cơm chung với binh sĩ, không hề phân chia tước vị. Ông thường xuyên đến thăm binh sĩ ngoài mặt trận, không kể giờ giấc. Riêng tướng William Westmoreland cho rằng ông là một vị sĩ quan đứng đầu trong hàng ngũ sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và nói rằng ông có thể tín nhiệm tướng Ngô Quang Trưởng trong vị thế chỉ huy một sư đoàn của quân đội Hoa Kỳ. Ngay cả tướng Adams, người kế nhiệm của tướng Westmoreland, cũng nói rằng tướng Ngô Quang Trưởng có khả năng chỉ huy một sư đoàn của quân Hoa Kỳ. Nhiều sĩ quan Hoa Kỳ trong thời gian cố vấn cho sư đoàn nhảy dù đã khâm phục tài chỉ huy và sự quyết định chính xác của ông trên mặt trận. Trong đó có tướng Norman Sauerkraut đã một thời làm cố vấn cho tướng trưởng, sau này chỉ huy quân đội Hoa Kỳ trong chiến dịch bão tố sa mạc vào năm 1991. Trong cuốn hồi ký Doesn't Take a Hero thì cho rằng tướng Ngô Quang Trưởng được các sĩ quan và binh sĩ dưới quyền hoàn toàn tin tưởng, và ông là nỗi khiếp sợ của quân thù. Và dưng
man ôi, vận mạc đen tối của đất nước ập đến vào năm 1975, trong thời gian ông làm tư lệnh vùng 1 với những lệnh của cấp chỉ huy không rõ ràng, gây ra những tổn thất nặng nề cho các đơn vị thuộc quyền, đã làm ông mang nhiều nỗi u uất không thể bày tỏ. Nhưng với trách nhiệm của một sĩ quan, ông vẫn luôn thi hành thượng lệnh. Đời như chốn vào con phố u sầu, cho tôi xin lại một ngày ở nơi thành phố cũ, cho tôi xin lại một đời sống với quê hương, cho tôi đi lại đoạn đường hàng cây vương đầy. Năm 75 là thủy có một chiến ở đấy kẹt đường á, về đây là cái cửa tư này sâu, đầu mới qua đây về đây có kẹt đường chết rất nhiều, đi vô Đà Nẵng không được, đi vô không được, về đây tự tử nhiều lắm. Có là chiếc giáp ở trên cửa Thuận đi về đây còn kẹt, bay ra ngoài biển cuối cùng cũng nhào ra ngoài biển tự tử luôn. Thấy mấy ông muốn vô đây ông tự sát nhiều lắm, này là bên hải còn bé là bên hiền. Chiếc giáp kẹt đó vậy? Chiếc giáp á nằm từ đây lên đến này, nằm từ nhà cái hầm nó nằm ra có đất cát rồi, bây giờ biển nó kéo hết rồi. Bây giờ còn gì có gành không? Đây là thủy công chiến với thiết giáp chết nhiều. Xuồng một nhất hả là ở trong người ở trong Nam là đi băng với lại luôn nhiều. Chiều nay có một mình gì tan buồn, gọi tên ai gửi theo cơn gió bay, tình yêu ơi còn đâu những ngất say, người yêu ơi giờ thương nhớ răng đầy, này em có bao giờ em biết rằng mùa thu rất ngỡ ngàng, chiều rơi nhanh. Và trong suốt thời gian sống lưu vong tại Hoa Kỳ, ông rất cầu tiến và đã thích nghi với cuộc sống mới. Ông trở thành chuyên viên điện toán cho Hỏa Xa Hoa Kỳ, vẫn tôn trọng cấp trên trong tình thương mến với cấp dưới nơi xứ lạ quê người. Quả thật không hổ danh là một trong bốn vị tướng được mọi người kính trọng ở miền Nam Việt Nam. Các thuộc quyền, từ tài xế riêng cho đến sĩ quan, cấp tá hay cấp tướng, vẫn thường đến thăm ông tại tư gia và luôn coi ông như một vị đàn anh khả kính. Ông đã đối xử thân mật với họ trong tình huynh đệ chi binh. Nên người yêu dấu ngày xưa, nỗi đau miền Trung vào năm 1975, trong thời gian Lâm trọng bệnh,
ông đã có hoài bão trở về dãy đất miền Trung và ông mong muốn tro cốt của ông được rải trên đỉnh đèo Hải Vân. Ông mong muốn nằm chung với các binh sĩ của ông một thời đã hy sinh tại đây. Ông qua đời, ước nguyện của ông đã được thực hiện. Giờ đây, tướng Ngô Quang Trưởng, vị tư lệnh cuối cùng của quân khu 1 đã yên nghỉ bên cạnh các chiến hữu của ông trên đồi núi Trùng Điệp, bên cạnh đại dương Ba La, một nơi mà ông đã từng gắn bó một thời gian dài và xem đây như là quê hương.